Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu La Đại Lục. Trong thời gian Đường Tam ngất xỉu, Tiểu Vũ luôn ở bên cạnh chăm sóc. Sau một thời gian nghỉ ngơi thì hắn cũng tỉnh dậy, hôn nàng ta một cái, hắn cũng rời đi. Trong khi đó, Áo Tư Tạp được giao cho nhiệm vụ sản xuất hương trang cho binh lính, yêu cầu là 20.000 cái. Điều này làm hắn vô cùng kinh ngạc, không biết bản thân mình liệu có nghe nhầm hay không. Ngay cả Vinh Vinh cũng cảm thấy số lượng đó quá nhiều rồi. Dưới sự phụ trợ của nàng, trong vòng một ngày, hắn có thể tạo ra chỉ ít 1.500 cái phi hành ma cô chàng. Lại thêm dự trữ vốn có thì hắn miễn cưỡng nhất cũng phải 10 ngày thời gian. Vinh Vinh nghe vậy liền hốt hoảng, vậy nhưng đại sư lập tức cân ngang, ông cho hắn đúng thời gian 10 ngày để hoàn thành. Sau khi hai người rời đi, Tuyệt Băng mới hỏi thăm dự tính của đại sư. Ông cho biết, Vũ Hồn Đế Quốc muốn phát động kế hoạch tác chiến trên không, chúng ta cũng có thể dùng cách gây ông đập lưng ông. Ông đã tính toán qua, mỗi cái phi hành ma cồi chàng có tác dụng trong 10 phút. Chỉ cần mỗi vị chiến sĩ đường giao quân phối hai cái phi hành ma cồi chàng liền đủ thời gian để bắn ra ba phát ra cắt thần nỏ. Phương thức chiến đấu này có hiệu quả rất cao, với nhiều nguy hiểm tiềm ẩn cũng rất lớn. Sau khi đường giao quân bay lên không trung thì chắc chắn sẽ trở thành tấm bia sống cho đối phương, cho nên phải nghĩ cách phá vỡ phòng ngự đối diện. Đường Tam bất ngờ xuất hiện, hắn muốn nhận phần việc phá vỡ phòng ngự đối diện. Lần trước hắn và Bì Bì Đông đánh một trận, tường thành Gia Lăng Quan đã có chỗ tổn hại. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian thì Gia Lăng Quan có thể phá. Đại sư nghe vậy liền đồng ý giao việc cho hắn. Kế tiếp là thảo luận bố trí chi tiết hơn thôi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mỗi người đều bắt tay hoàn thành công việc của mình. Áo Tư Tạp vào Vinh Vinh thì sản xuất hương trăng, Xương Vô Địch thì điều chế thuốc giải độc, những người khác cũng có phần việc của riêng mình. Trong khi đó, Bì Bì Đông lại nằm hôn mê, trong cơn mê nàng ta đã mơ về quá khứ, lần nữa được chứng kiến những khoảnh khắc đen tối nhất của mình. Sau khi tỉnh lại, liền được Khô Liệt Na thông báo, thời gian nằm hôn mê đã trôi qua 7 ngày thời gian. Bên ngoài, đám binh lính của Vũ Hồn Đế Quốc vẫn miệt mài xây dựng lại tường thành. Bì Bì Đông dự đoán, 7 ngày đó đã đủ để cho Đường Tam bố trí xong mọi thứ, bây giờ nàng vẫn cần thời gian tu dưỡng. Trong lúc này, chức vụ điều khiển toàn quân tạm thời được giao cho Hồ Liệt Na. Nhất định phải giữ vững Gia Lăng Quan, bây giờ người nàng tin tưởng nhất cũng chỉ có Hồ Liệt Na mà thôi. Về phần Thiên Nhận Tuyết, nàng ta vẫn trong quá trình thực hiện bài khảo nghiệm thứ 8. Trong lúc đang ngỡ ngàng không biết thử thách tiếp theo là gì, thì đột nhiên nàng nhìn thấy thân thể của Thiên Đạo Lưu bị trói, treo lơ lửng giữa bức tượng của Thiên Sứ. Giọng nói của Thiên Sứ Thần vang lên yêu cầu nàng trả lời một vấn đề. Theo ý của nàng thì Thiên Đạo Lưu có tội hay không? Thiên Nhận Tuyết nghe vậy liền ngỡ ngàng, lẽ nào cửa ải này là phán xử ra ra? Trên tay Gia Gia không nhiễm tội ác gì cả, dường như biết được những suy nghĩ này, cho nên Thiên Sứ Thần lập tức ngắt lời. Có thể theo ý của nàng thì ông ta chưa từng làm tội ác gì, nhưng mà có một số việc không làm thì lại chính là tội ác. Lời này càng làm cho nàng cảm thấy thắc mắc, rốt cuộc là có hàm ý gì, có lẽ là những chuyện liên quan tới vợ chồng Đường Hậu. Nếu năm đó Thiên Đạo Lưu không đứng nhìn mà ra tay ngăn cản, thì kết cục hiện tại đã khác rồi. Nói rộng hơn thì Thiên Đạo Lưu chỉ thờ ơ với khổ cực của người đời, thỏa hiệp với cái ác. Thiên Nhận Tuyết lên tiếng phản bác. Ông ấy có lẽ dung túng một ít chuyện, nhưng làm như vậy đều là vinh quang của Thiên Sứ tộc, là vinh quang của Thiên Sứ Thần. Tuy nhiên, Thiên Sứ Thần lại cho biết mình chưa từng cần tới cái gọi là vinh quang đó. Còn Thiên Đạo Lưu, ông ta áp đặt hai chữ vinh quang với chủ nghĩa bảo thủ của gia tộc của ông, lại càng lan tràn lên thân nàng. Đây chẳng lẽ không phải vì lợi ích của bản thân? Thiện và ác, đẹp và xấu, nhìn như đối lập, vậy nhưng lại thường xuyên biến chuyển qua lại trong tích tắc, cho nên phải cẩn thận. Điều này làm cho nàng thắc mắc, nếu là như vậy, vậy thì cái gì là thiện, cái gì là ác? Mà nhận định của chính nàng cũng tồn tại công bằng chủ quan và không công bằng. Vậy làm thế nào mới có thể đưa ra thẩm phán công chính nhất? Cánh tay cầm kiếm của Thiên Sứ Thần bắt đầu phát ra ánh sáng. Thẩm phán ông ấy có tội, có phải ông ấy sẽ vĩnh viễn bị giam ở địa ngục hay không? Còn thẩm phán vô tội thì có phải nàng sẽ không thể thông qua khảo nghiệm thứ 8 này? Dù đưa ra lựa chọn như thế nào thì cũng đều có tổn thất nhất định. Vậy nhưng Thiên Sứ Thần lại không quan tâm. Cái bà ta muốn là Thiên Nhận Tuyết đã đưa ra lựa chọn xong chưa, ra ra của nàng có tội hay không? Đứng trước lựa chọn này, Thiên Nhận Tuyết liên tục lưỡng lự, đột nhiên giọng nói của Thiên Đạo Lưu vang lên. Chỉ cần nàng có thể thành thần thì ông nguyện ý trả bất cứ giá nào. Thiên Nhận Tuyết giống như chết lặng sau khi nghe những lời đó. Có tội đối với một số người mà nói, không làm mới là tội ác lớn nhất. Thiên Sứ Thần đưa cho nàng một thanh kiếm. Dùng nói chặt đứt xích sắt trên người Thiên Đạo Lưu để ông ta rơi vào địa ngục, trả lại tất cả tội ác ông ta đã làm hoặc là vứt bỏ thanh kiếm này. Thiên Nhận Tuyết vẫn cố chấp, nàng thực sự không hiểu, kẻ chuyên làm hại con gái nhà lành như Bất Nhạc còn có thể sống tạm qua ngày. Vậy nhưng vì sao đến lượt Gia Gia lại chỉ còn hai lựa chọn sống và chết? Bà ta nhắc nhở, nàng phải biết được việc từ bỏ có ý nghĩa như thế nào.
Thiên Đạo Lữ tiếp tục lên tiếng, hy vọng nàng đừng trả lời Thiên Sứ Thần. Tuy nhiên, Thiên Nhận Tuyết lại không nghĩ như vậy. Sa Sa là người thân duy nhất trong đời nàng, tự tay giết chết ông ấy là chuyện mà nàng không làm được. Nàng chỉ trích Thiên Sứ Thần, bảo luôn mồm nói công bằng, vậy nhưng khao đề này vốn chính là không công bằng. Thiên Đạo Lưu lại nói thêm, qua được cửa ải này thì nàng sẽ có thể tiến vào khảo nghiệm thứ 9 rồi. Tâm nguyện lớn nhất cả đời này của ông chính là hy vọng đứa cháu gái này có thể thành thần, không cần lo cho ông. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, liền kiên quyết rồi cầm kiếm lao lên, định chém đứt mấy sợi xích. Chính ông đã bỏ mặc phụ thân nàng là Thiên Tâm Tật. Vì lợi ích của mình mà về khốn Hạo Thiên Tông, khiến Hạo Thiên Tông đóng cửa bế tông mấy năm, đồng thời còn mặc kệ cho Bì Bì Đồng phát động chiến tranh khắp nơi, làm hại bách tính lưu lạc khắp nơi, không nhà để về. Nếu như quả thật, chỉ có chặt đất thất tình lục dục mới có thể thành thần, thì con đường này cũng quá cô độc rồi. Vậy thì nàng không cần cho thành thần. Nàng vung kiếm đánh tan hai bức tượng của Thiên Sứ Thần, rồi ném thanh kiếm đi. Chỉ có điều còn chưa biết lựa chọn này là đúng hay sai, thì tập phim đã chuyển cảnh. Sau khoảng 10 ngày chuẩn bị, thì đại quân Thiên Đầu Đế Quốc cũng lần nữa xuất trận. Nhận được tin tức, đám người Vũ Hồn Đế Quốc liền tức tốc chuẩn bị phòng thủ. Tên đã lên nỏ, vậy nhưng đại quân Thiên Đầu vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Bọn họ nhanh chóng tiếp cận và dừng lại ở một khoảng cách an toàn. Khi thế vô cùng mạnh mẽ, lần này họ quyết tâm phải giành được chiến thắng, đoạt lấy Gia Lăng Quan. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem tiếp nhé! Video này tới đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại!